Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin ca sĩ Việt Quang vừa qua đời ở tuổi 44 vì bệnh viêm phổi nặng. Ca sĩ Việt Quang chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 12 tháng 8 năm 2021, hưởng dương 44 tuổi. Trước đó, anh bị mắc bệnh viêm phổi nặng và từng có thời gian dài nằm điều trị ở một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày cuối đời, giọng ca Tình ơi vẫn nhận được sự yêu thương và chăm sóc tận tình từ phía người thân. Gia đình hiện đang bàn bạc để tổ chức tang lễ cho anh theo đúng quy định của mùa dịch. Ca sĩ Việt Quang, sinh năm 1977, từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên năm 1990. Đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với hàng loạt các bài hit như Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn, Tình phiêu lãng. Thời điểm nhiều nghệ sĩ khác đang chật vật tìm chỗ đứng thì Việt Quang đã là ngôi sao sáng. Các sân khấu ca nhạc, những đêm diễn có sự xuất hiện của anh luôn thu hút được lượng khán giả lên đến hàng chục ngàn người. Được biết thì ước mơ ban đầu của anh là làm diễn viên chứ không phải là ca sĩ. Tuy nhiên, ngày vào đi học đầu tiên tại trường sân khấu điện ảnh, cô giáo cho các sinh viên thử giọng thì ngay lập tức khuyên Việt Quang đừng theo diễn xuất mà hãy đi hát. Lúc đó anh chưa có ý định theo đuổi âm nhạc, nhưng dường như đây lại chính là định mệnh được sắp đặt. Trong một lần được Thái Hòa giới thiệu làm MC cho một chương trình ca nhạc, vì ca sĩ đến trễ nên anh phải hát để câu giờ và bất ngờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Cũng chính từ đó mà anh quyết định bỏ trường sân khấu để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Với ngoại hình điển trai và giọng hát ngọt ngào, anh nhanh chóng nổi tiếng với nhiều bản hit và lịch chạy sâu kín mít. Thời điểm mà Việt Hương, Thúy Nga, Thái Hòa đang chật vật tìm chỗ đứng thì Việt Quang đã là ngôi sao sáng trên các sân khấu ca nhạc. Những đêm diễn có sự xuất hiện của anh luôn thu hút được lượng khán giả lên đến hàng chục ngàn người. Anh được xem là thần tượng của dòng nhạc trẻ. Con đường ca hát trời đầy hoa hồng. Nhiên, ít lâu sau anh biến mất hoàn toàn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chuỗi bi kịch cuộc đời Việt Quang cũng bắt đầu từ đây. Sự việc xảy ra vào năm 2008, nam ca sĩ mất giọng và thậm chí không thể nói được. Anh cho biết bản thân luôn chủ quan, không chịu giữ giọng, dù có chạy show liên tục hay ra nước ngoài biểu diễn trong thời tiết lạnh giá. Khi bị viêm họng và khàn, anh cũng ngang bướng không đi khám vì sợ mọi người đàm tiếu. Do đó giọng hát của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Sau này anh quyết định tập trung vào việc kinh doanh bất động sản. Thời gian đầu, anh kiếm được rất nhiều tiền, song mọi việc suôn sẻ không được bao lâu thì Việt Quang bắt đầu thua lỗ trầm trọng và bị phá sản, bị ngân hàng siết nợ. Khi chuyển sang kinh doanh, Việt Quang không may chịu cảnh thua lỗ, dẫn tới phá sản và suýt tự tử vì nhiều áp lực đè lên mình. Cũng từ khi hoạt động nghệ thuật sôi nổi cho đến khi lui về hậu trường, nam ca sĩ là người khá kín tiếng về đời tư. Phải rất nhiều năm giấu kín, anh mới thoải mái thừa nhận yêu một cô gái người Nhật vào năm 2004 và cuộc tình này kéo dài 8 năm. Nhưng khi công việc làm ăn không thuận lợi, anh cắt đứt chuyện tình cảm để sang nước ngoài sinh sống. Việt Quang cũng cho biết anh và bạn gái cũ có chung một người con. Khi đường ai nấy đi, anh theo mẹ sang Nhật. Vào năm thành phố Tokyo, nơi tình cũ của anh sinh sống chịu ảnh hưởng của một trận sóng thần lớn, Việt Quang cố gắng liên lạc bằng mọi cách nhưng không được. Đây chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời anh khi không biết người xưa và chính con ruột của mình còn sống hay đã mất. Chán nản vì tất cả, anh muốn ca hát trở lại. Cũng không thể vì giọng không còn như trước, rơi vào bế tắc, chuỗi bi kịch nên anh muốn buông xuôi, thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử. May thay là gia đình nam ca sĩ đã biết và tìm mọi cách để ngăn cản cũng như động viên anh vượt qua biến cố. Đối diện với hiện thực, Việt Quang chấp nhận từ bỏ hào quang để ra nước ngoài sống ẩn dật, để bình tâm cũng như cố gắng chữa trị thanh quản. Được biết, suốt mấy năm trời anh chỉ ra hiệu, ú ớ thều thào khi giao tiếp. Kể từ đó thì anh ít nói hẳn, nhưng nhờ vậy mà thanh quản cũng bắt đầu lành lại ít nhiều. Vào tối 4 tháng 6 năm 2021, nhiều nghệ sĩ ở khu vực phía Nam chia sẻ hình ảnh anh đang nằm điều trị trong một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh với gương mặt tím tái mệt mỏi và thân hình gầy gò thấy rõ. Theo lời của chị gái nam ca sĩ, anh bị viêm phổi và có dấu hiệu chuyển nặng trong một tháng nay. Do gặp khó khăn trong điều kiện kinh tế nên các đồng nghiệp đang kêu gọi mạnh thường quân để có kinh phí chữa trị. Thông tin Việt Quang qua đời khiến các nghệ sĩ bàng hoàng, gửi lời chia buồn trên mạng xã hội. Với báo chí, bà Hoàng Bích Lệ, chị gái của Việt Quang cho biết lễ tang của nam ca sĩ được tổ chức đơn giản tại nhà riêng. Sau khi khâm liệm, thi hài của Việt Quang được đi hỏa táng tại tháp Long Thọ, công viên Nghĩa Trang Củ Chi vào 11 giờ ngày 12 tháng 8. Do bối cảnh dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chỉ tổ chức lễ viếng nhỏ với sự có mặt của người thân. Gia đình tôi đau xót bối rối khi em trai tôi qua đời. Trong thời điểm dịch bệnh, anh em nghệ sĩ không thể đưa tiễn em đoạn đường cuối, nhưng tôi tin rằng tình cảm và sự yêu mến của mọi người sẽ khiến em luôn cảm thấy yên lòng, bà Bích Lệ nói.
Quang chút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 12 tháng 8 tại nhà riêng. 3 tháng qua, nam ca sĩ đã chiến đấu với bệnh viêm phổi nặng. Những ngày cuối đời, chị gái Việt Quang cho biết anh thường xuyên bị đau đầu, ói nhiều, không uống thuốc, ăn uống khó khăn. Tuy vậy anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, không than thở với bạn bè, người thân. Nhiều đồng nghiệp thân thiết đã gửi lời chia buồn khi biết tin ca sĩ Việt Quang qua đời. Những ngày đầu tháng 8, trên trang cá nhân, anh vẫn thể hiện tinh thần tích cực, khiến ai cũng xót xa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.